Em tên là Nguyễn Phước Vinh, đang học lớp 91 ở trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình. Em thích lịch sử, em thích tìm hiểu về quá khứ và em muốn biết là quá khứ nó như thế nào. Nhìn thời gian trôi dài, là tôi thay đổi, tôi từng như thế này. Bàn chân nhỏ bé, chẳng dám đi xa. Sợ khi vấp té, tôi chẳng thể vượt qua. Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây. Con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay bằng điều kỳ diệu trong tôi. Mời qua trang tiếp theo. Mà con quý ở em bé này là bởi vì bé nó phát hiện ra cái năng lực của nó khi nó còn rất nhỏ. Bây giờ mới 14 tuổi, 7 năm trước là 7 tuổi. Mời qua trang tiếp theo. Nhanh quá trời quá đất kìa. Mời qua trang tiếp theo. Cảm giác giống như là bạn ấy đang chỉ ngồi đang đọc lại một cuốn sách mà bạn ấy đã đọc 1000 lần trước đó rồi. Có những cái sự kiện là mình đọc mình cũng nghĩ rằng là mình cũng nó không phổ thông. Em nghĩ không đơn giản, không đơn giản. Quá khó, nếu mà xét về độ khó nó quá khó. Tôi đây thật phi thường. Tôi bây giờ đây kiên cường. Khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn. Để muốn cho khán giả một lần nữa chứng kiến được cái trí nhớ ngắn hạn của Phước Vinh, tôi muốn Vinh có thể sẽ nói lại dãy số này theo thứ tự lần lượt từ đầu cho đến cuối được không? Có nghĩa là anh dạ bắt. Được, dạ được. Thắng. Được không? Được. Nếu em nói được thì em phải làm cho được. Quân tử nhất ngôn. Trời ơi, trời ơi. À, em đọc dãy số này ra một lần đúng thứ tự con số của nó. Bắt đầu. 1103-1941 1806-1919 1616 3004-1945 0408-1442 0711-1883 0608-1945 1806-1815 0104-2306-1945 2605-0406-1940 0304-1948 1479. Bạn ấy hơi khá căng thẳng. Thường thì não người có cái sự liên tưởng thì nó sẽ dễ hơn là bạn phải nhớ những con số khô khan. Tổng điểm của bạn là 140 điểm, hoàn toàn xứng đáng thành viên của gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi bây giờ đây kiên cường, khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn. Siêu chí
Tuệ Việt Nam 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.